Hello Màn Bù nè, cùng nhau trải nghiệm app nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào App Store để tải app Màn Bù. Đây là giao diện trên App Store. Sau đó ta bấm vào nút Get để tải app về và trải nghiệm. Ta có thể dễ dàng nhìn thấy giao diện widget trên màn hình. Click vào ứng dụng Màn Bù và trải nghiệm. Đây là giao diện onboarding của app gồm 3 trang giới thiệu về app. Còn đây là giao diện đăng nhập. Với trường hợp quên mật khẩu, bạn vui lòng nhập email cá nhân của công ty để lấy mã OTP. Sau đó đặt lại mật khẩu mới. Và đây là giao diện trang chủ. Đây là những thành phần cố định trong trang chủ. Bao gồm logo, thanh tìm kiếm, banner, highlight và các menu chức năng trong app. Đối với nhân viên thì trang chủ có giao diện là danh sách công việc của họ. Còn đây là thanh navigation, đây là menu ứng dụng. Còn đây là giao diện trang thông báo. Đây là tác vụ của trang thông báo. Cuối cùng là giao diện hồ sơ cá nhân. Đối với phần Plus Navigation của nhân viên thì bao gồm đăng ký nghỉ phép, tạo lịch họp và tạo thư mới. Đối với giao diện trang chủ của quản lý, phần danh sách công việc là công việc của quản lý được nhân viên thực hiện. Về nút Plus Navigation là dùng để tạo công việc, tạo lịch họp và tạo thư mới. Mỗi ngày nhân viên đến công ty mở app lần đầu tiên, app sẽ tự động check địa chỉ IP thuộc khu vực làm việc, sau đó hiển thị popcap.com. Có thể .com ở popcap hoặc vào menu .com để thực hiện .com. Giao diện .com gồm mốc thời gian .com và lịch sử .com trong tháng. Tại phần lịch sử .com, bạn có thể xem được ngày công đó do quản lý duyệt hay hệ thống duyệt tự động. Nếu nhân viên ở ngoài công ty, khu vực làm việc hoặc làm việc tại nhà thì không thể chấm công tự động. Bấm vào nút tác vụ duyệt ngày công xem được các yêu cầu đã gửi và có thể tạo yêu cầu mới. Giao diện tạo yêu cầu mới như sau. Bạn có thể thêm nhiều lý do khác nhau để gửi yêu cầu quản lý duyệt ngày công. Đối với quản lý, trong phần tác vụ sẽ có thêm phần duyệt ngày công của nhân viên. Có thể duyệt nhanh ngoài trang danh sách hoặc vào trang chi tiết. Có thể tùy chọn duyệt lý do. Đối với giao diện công việc, sẽ có các tác trạng thái như ưu tiên, mới, hoàn thành, chưa hoàn thành và tạm dừng. Vào chi tiết task sẽ hiện ra những thông tin sau đây và bạn có thể từ chối hoặc nhận yêu cầu. Phần dưới đây là những cập nhật trao đổi thông tin công việc giữa nhân viên và quản lý.
Đối với giao diện của quản lý, có thể xem được số lượng công việc của nhân viên và theo dõi tiến độ của họ để dễ dàng phân bổ công việc. Quản lý có thể tạo được công việc mới như sau. Sau khi tạo thành công, quản lý có thể điều chỉnh mô tả công việc. Nếu nhân viên được phân công nhưng từ chối thì trạng thái công việc sẽ hiển thị từ chối. Chỉ có quản lý được cấp quyền tạm dừng hoặc hoàn thành công việc. Giao diện lịch họp bao gồm các cuộc họp đã tạo, cuộc họp cần tham dự và tạo mới cuộc họp. Vào trang chi tiết cuộc họp, ta có thể chọn từ chối hoặc tham gia. Trong phần tạo cuộc họp được thực hiện như sau. Sau khi tạo thành công, ta có thể sửa hoặc hủy cuộc họp trước 60 phút. Khi vào giao diện tiêu vặt, ta có thể quét mã QR code để thanh toán nhanh chóng. Ngoài ra có thể xem được lịch sử tiêu vặt. Tại trang tiêu vặt, bạn có thể đăng ký và chọn món cho cơm trưa. Sau khi đăng ký, ta có thể chỉnh sửa và cập nhật trước ngày ăn cơm 24 giờ. Đến với giao diện hộp thư sẽ có những tính năng tương đồng với các ứng dụng gửi thư trên thị trường. Với giao diện hồ sơ, ta có thể xem được thông tin cá nhân và có thể cập nhật lại. Ngoài ra, ta có thể xem được các loại hợp đồng. Tiếp đến là bảng lương. Tiếp đó là những điều khoản và chính sách. Cuối cùng là phần cài đặt. Nếu bạn muốn trải nghiệm giao diện dark mode nhằm giảm cường độ sáng thì có thể chọn chế độ tối. Thank you.
trong cài đặt, ta có thể đổi lại mật khẩu nếu muốn. Với giao diện công ty, ta có thể xem được tất cả nhân sự và chính sách. Ở thanh tìm kiếm, ta có thể tìm được thông tin của đồng nghiệp và liên hệ họ thông qua hộp thư của công ty. Về giao diện nghỉ phép bao gồm các phép trong năm, phép tồn đọng, những phép chờ duyệt và lịch sử nghỉ phép. Khi đăng ký nghỉ phép, ta thực hiện theo chỉ dẫn sau. Sau khi đăng ký thành công, ta được phép sửa hoặc hủy đăng ký. Đối với quản lý, sẽ có thêm phần duyệt nghỉ phép cho nhân viên. Cuối cùng là tại trang chủ, màn bù có các ngữ cảnh sau, công việc gần tới thời gian cần nhưng bạn chưa hoàn thành. Pop-up chúc mừng dịp lễ. Ngày cuối tháng bạn cần kiểm tra ngày công và giờ công. Pop-up tri ân các mốc thời gian đồng hành cùng công ty. Kết sức mạnh, nối thành công. Màn bù với những chức năng tối ưu như chấm công, nghỉ phép, tạo và phân công task công việc, đăng ký cơm, đăng ký phép, quản lý hợp đồng. Thao tác sử dụng đơn giản, nhanh chóng, màn bù được kỳ vọng sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời. Hãy download màn bù ngay nhé!